Nếu nói tới sẽ như vậy thế nào đấy, ai cũng không rõ. Vậy thì so với việc ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng đánh cược một lần. Từ tình huống toàn quân bị diệt ở bên kia sơn cốc là có thể nhìn ra được, thời gian mấy người làm nhiệm vụ kiên trì được đã rất dài. Cho dù không tìm được cơ hội đánh trên địa hỏa xích long, thì bọn hắn cũng có thể đánh chết thêm nhiều địa hỏa tích xích, sẽ đạt được số điểm cộng nhiều hơn. Hiện tại thì năng lực của tiền lỗi còn chưa có phát huy ra được, trên vách núi đá hắn cũng không cách nào triển khai, bởi vì ở trong những sinh vật hắn triệu hoán ra thì loài có thể bay là vô cùng ít, bởi vậy Lam Hiền Vũ quyết định. Xuống dưới, Lưu Phong, tay trái của Lam Hiền Vũ lần lượt bắt lấy Lưu Phong, tay trái bắt lấy tiền lỗi. Lưu Phong giật mình mà nhìn hắn một cái nhưng cũng rút ra Bạch Long Thương ngay lập tức. Bọn hắn ở cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, sớm đã có được sự ăn ý hoàn hảo. Lam Hiền Vũ cũng đã rất nhiều lần chứng minh hắn đáng giá tín nhiệm. Lên tuy Lưu Phong cũng không rõ tại sao lại phải bỏ khu vực an toàn này, nhưng hắn vẫn thi hành lập tức yêu cầu của Lam Hiền Vũ. Lưu Phong phóng người lên trên, mang theo Lam Hiền Vũ cùng với tiền lỗi lao xuống dưới núi. Lúc này còn chưa tới phạm vi công kích của đám địa hỏa thích sinh mới leo lên trên từ bên kia sơn cốc. Bọn hắn điên rồi sao? Khi thấy ba người Lam Hiền Vũ lúc này lao xuống dưới, Diệp Linh Đầu lúc này không khỏi giật mình mà nói. Lúc trước tổ ở phía dưới bị vây công như thế nào bọn hắn cũng đã thấy rõ ràng, Lam Hiền Vũ lại ngốc đến mức lao xuống dưới đấy. Lữ Thiên Tầm có một chút do dự, tất cả phán đoán lúc trước của Lam Hiền Vũ đều cực kỳ chính xác, hơn nữa hắn chắc chắn sẽ là không làm việc vô vị. Vậy hiện tại bọn hắn có liền lao xuống theo hay không? Nếu như làm theo thì bọn hắn cũng phải nhảy đi xuống, hơn nữa địa hỏa xích long sẽ công kích mục tiêu quần thể, bọn hắn sẽ không thể nào phối hợp lại cùng với Lam Hiền Vũ, chỉ có thể từng người tự chiến. Sau thời gian phán đoán ngắn ngủi, Lữ Thiên Tầm vẫn quyết định tiếp tục thủ tại ở chỗ này. Không thể nghi ngờ chỗ sân núi này là có lợi nhất cho bọn hắn, mà ở chỗ này bọn hắn cũng có thể kiên trì rất lâu, nếu xuống dưới sẽ không thể nào khống chế tình huống, nhất là hắn còn không biết mục đích của Lam Hiền Vũ là gì. Lữ Thiên Tầm không nhúc nhích mà ba người Lam Hiền Vũ rất nhanh đã rơi xuống dưới núi. Khoảng cách phía dưới càng gần thì số lượng địa hỏa thích rình cũng càng nhiều. Vào lúc này đấy, thực lực của Lưu Phong dưới sự tăng phúc của Lam Hiền Vũ cũng đã bày ra. Bạch Long Thương hắn cầm ở trong tay không ngừng vùng vẫy ra từng đoàn tàng ảnh. Hắn không chỉ là mang theo Lam Hiền Vũ cùng với tiền lỗi lao xuống, mà còn không ngừng đánh bay địa hỏa tích dịch. Vì địa hỏa tích dịch rất đông lên, nhiệt độ ở dưới đã trở lên trên nóng rực. Những địa hỏa tích dịch này biết phun lửa, tuy phạm vi ảnh hưởng chỉ có chừng 1 mét, không tính lợi hại, nhưng mà bản thân của nó lại có lực lượng phòng ngự rất mạnh. Dưới sự tăng phúc của Lam Hiền Vũ, Lưu Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng chọc thủng thân thể của nó. Thế nhưng mà việc này cũng kéo chậm tốc độ của bọn hắn, cho nên Lam Hiền Vũ yêu cầu Lưu Phong chỉ đánh bay địa hỏa tích xích mà không giết bọn hắn, bởi vì bây giờ còn không phải lúc để giết những thứ này. Bọn hắn đã cách mặt đất càng ngày càng gần. Lam Hiền Vũ nói, nhảy tới hướng xa xa kia, càng xa càng tốt, làm hết sức tránh bầy địa hỏa tích xích phía dưới. Rõ rồi, Lưu Phong lúc này đáp lại một tiếng, đem chuỗi Bạch Long Thương điểm mạnh lên trên vách núi, thậm chí Bạch Long Thương có một chút uốn lượn vì cách phát lực của hắn bên này. Sau đó ba người mượn phản lực mà bắn mạnh sang một bên, Lam Hiền Vũ cũng đạp mạnh hai chân lên trên vách núi đá. Ba người lao ra chừng 10 mét mới là rơi xuống. Đệ nhị hồn hoàn trên người của Lưu Phong sáng lên, Bạch Long Thương phát ra một tiếng ngầm nga, một đạo bạch quang lập tức tràn vào cơ thể của hắn, làm sắc của hắn cũng hiện ra một tầng bạch quang, thân thể quấn mạnh xuống từ trên không trung, trong miệng phát ra tiếng long ngâm, mang theo Lam Hiền Vũ cùng với tiền lối trượt tới hướng phía trước. Đây chính là đệ nhị hồn kỹ của Lưu Phong, Bạch Long Phản. Hắn dẫn huyết mạch của Bạch Long của Bạch Long Thương phản hồi lại bản thân, làm bản thân tạm thời có được đặc tính của huyết mạch Bạch Long. Nếu do chính hắn tự sử dụng thì da của hắn cũng không biến sắc, thời gian cũng chỉ có 10 giây, nhưng mà dưới sự tăng phúc của Kim Văn Lam Ngân Tháo thì thời gian có thể gia tăng gấp đôi, uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Chỉ một lát này, ba người bọn hắn đã trượt ra khỏi trận vẹn 30 mét, tránh được đám địa hỏa tích xích này dày đặc ở dưới núi. Tuy tất cả có địa hỏa tích xích đang lao tới hướng bọn hắn nhưng số lượng đã bớt đi nhiều. Vừa lúc đó, có vẻ đầu địa hỏa xích long kia cảm nhận được có người phi hành, nó ngửa mặt lên trên trời mà giống giận một tiếng phẫn nộ, lại hướng không trung mà phụ lên trên một cây hỏa trụ cực lớn. Lưu Phong cùng với tiền lối đã sợ tới mức là mặt mũi trắng bạch. Lúc này khoảng cách của bọn hắn tới vách núi còn hơn 40 mét. Hơn nữa chung quanh vách núi đều là địa hỏa tích xích, muốn trở về là không thể nào. Nhưng chỉ một chút nữa hỏa lưu tình vũ sẽ rơi xuống. Đi, toàn lực phóng tới địa hỏa xích long. Lam Hiền Vũ lúc này cũng không nghĩ về sẽ xuất hiện ra tình huống như vậy. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức nói với Lưu Phong.
Chết thì chết, Lưu Phong lúc này cắn chặt một cái, mãnh liệt phóng tới hướng của địa hỏa xích long. Theo hỏa lưu tình vũ xuất hiện, nhưng mà địa hỏa tích xích kia đều là sợ hãi mà cuộn mình, cho nên một đường chạy này của bản hắn đã trở nên thông suốt, cũng không có gặp bất kỳ ngăn trở nào. Ưu thế tốc độ của Lưu Phong đã hoàn toàn bày ra rồi, mặc dù hắn còn mang theo hai người, nhưng mà dưới tăng phúc của Kim Văn Lam Ngân Thảo thì tốc độ vẫn như trước là nhanh vô cùng. Hỏa lưu tình vũ muốn giáng xuống từ trên trời là cần có thời gian. Hơn nữa vì lúc trước ba người kim tường ở trên không trung liền mới gặp được tai họa ngập đầu, mà vừa rồi bận làm hiền vũ lại chỉ trượt đi, liền dĩ nhiên là không nhượng thụ ra loại đãi ngộ được hỏa lưu tình vũ bắn trụm này. Qua giây lát, làm hiền vũ liền bình tĩnh trở lại. Tránh hỏa lưu tình vũ trên mặt đất cũng không tính là quá khó khăn, nhưng mà thứ phiền toái là hỏa lưu tình vũ sẽ nổ tung thành biển lửa. Lúc này tiền lối đã hoàn toàn sợ tới choáng váng. Đầu địa hỏa xích long kia vẫn đang ngửa đầu phun trào hỏa trụ, mà những địa hỏa tích dịch kia hoặc là cuộn mình bất động hoặc là điên cuồng mà chạy tục mạng. Cả sân công tràn ngập kia một cỗ khí tức kinh khủng, đến dưới bụng của đại địa hỏa xích long kia, làm hiền vũ kia với Lưu Phong, ánh mắt Lưu Phong sáng lên. Lúc này hắn đã hiểu được ý nghĩa của làm hiền vũ, địa hỏa xích long còn đang ngửa đầu gào thét lên, thân thể của nó sẽ không phát động ra công kích, bởi vì nó còn phải bảo trì uy lực của hỏa lưu tình vũ. Từ tình huống trước đó mà phân tích ra, quá trình này là chừng 12 giây. Nói một cách khác, trong 12 giây này, chỗ an toàn nhất ở trong sân cốc sẽ là dưới bụng của địa hỏa xích long. Cái này vốn không phải xúc điện làm hiền vũ muốn đối mặt. Ban đầu hắn nghĩ rằng sau khi tiến vào sân cốc thì lập tức rời xa đàn địa hỏa tích dịch, rồi lại đi xem tình huống khác ở trong sân cốc. Nhưng lúc này đấy lại đột nhiên gặp phải tình huống trước mặt, hắn cũng chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. Lúc này ba người Lữ Thiên Tầm đã không có lựa chọn nào khác. Đối mặt với hỏa lưu tình vũ, bọn hắn vội vàng lại gần sát vách núi. Lúc này bọn hắn cũng đã chẳng quan tâm nhìn làm hiền vũ đang làm cái gì nữa rồi, bởi vì ở trong suy nghĩ của bọn hắn thì ba người này đã xong. Lúc này Lưu Phong vẫn còn đang ở trong trạng thái bạch long phán, chính là thời điểm tốc độ nhanh nhất, hắn như là một tiểu bạch long, thần thường hợp nhất, chỉ dùng 7-8 giây đã mang làm hiền vũ của mới tiền luôn đến gần địa hỏa xích long. Lúc này cũng đã bắt đầu có hỏa lưu tình vũ rơi xuống mặt đất, phát ra từng trận nổ vang, từng luồng sóng lửa nóng bỏng đang từ bốn phương tám hướng mà xâm nhập đến. Làm hiền vũ lúc này nhíu chặt đôi mày, nhưng mà thần sắc hắn vô cùng là lạnh lùng. Hắn vừa phóng thích ra bằng sương mù, giúp đỡ hai vị đồng bạn hóa giải hỏa độc, đồng thời cũng không ngừng quan sát hỏa lưu tình vũ, dùng chính kim văn làm ngân thảo đang quấn trên người của Lưu Phong mà trợ giúp hắn tránh khỏi hỏa lưu tình. Loại thao tác cải biến phương hướng này bọn hắn đã luyện tập quá nhiều lần, làm hiền vũ một tay bắt chặt theo tiền lỗi, giữa chân không ngừng bước dài, phối hợp một Lưu Phong mà bay nhanh về phía trước, mà Lưu Phong lại như là đầu xe mang theo bọn hắn vậy, ba người nhất thể tốc độ đã đạt đến cực hạn. Uinh một tiếng, một viên hỏa lưu tinh nổ tung ngay gần bọn hắn, luồng khí lãng khổng lồ áp lập tức kéo tới. Làm hiền vũ lúc này hét lớn một tiếng, trong mắt hào quang lúc này thoáng hiện lên, tường băng bỗng nhiên xuất hiện nhưng lại ầm ầm lỗ tung ngay sau đó. Hắn thử dùng lực lượng bà tạc lỗ tung để ngăn cản luồng sóng khí nóng bỏng đang lan tràn tới kia. Ở thời điểm này, Lưu Phong cũng đã liều mạng, hắn không hề giữ lại mà là toàn lực phóng thích ra hồn lực, chống bạch long thường xuống mặt đất, lại mang ba người bay đi. Tuy thân thể của bản hắn vẫn bị sóng xung kích đụng lệch ra vài phần, nhưng cuối cùng cũng đã ngã vật được xuống dưới bụng của địa hỏa xích long. Luồng sóng khí nóng bỏng lại đập vào trong mặt, mới tiếp cận địa hỏa xích long, ba người làm hiền vũ vừa mới đã cảm thấy được toàn thân nóng rực. May mắn là làm hiền vũ có thể khống chế thủy nguyên tố, hắn tận khả năng mà điều tiết nhiệt độ được một chút, ba người rơi xuống gần như là sát mặt đất mà trượt tới. Trên đỉnh đầu chính là nhiệt lưu nóng bỏng, đó chính là thân thể của địa hỏa xích long. Ba người đã cách bụng của nó rất gần, nên càng có thể cảm nhận được phần khủng bố của nó, bởi vì nó quá khổng lồ. Trên người địa hỏa xích long từng khối lân phiến tàn mát ra hơi thở nóng bỏng, cả người nó đều đang rung động kịch liệt. Bên ngoài đã là một biển lửa, giờ khắc này chỉ có dưới bụng của nó là có chỗ an toàn. Lúc này cả ba người làm hiền vũ, Lưu Phong cùng với tiền lỗi đều có một loại cảm giác trái tim như muốn ngừng nhảy. Là thật sự là quá mạo hiểm rồi, nhưng trong nội tâm của bọn hắn lại cảm thấy là rất kích thích. Xung quanh là biển lửa ngập trời, trên đỉnh đầu là địa hỏa xích long kinh khủng, ba người bọn hắn lại có thể còn sống, cái này liệu có phải là một loại may mắn hay không đấy? Lại qua mười mấy giây, tiếng lổ giống sân của địa hỏa xích long mới là dần dần ngừng lại. Làm hiền vũ lúc này dùng năng lực khống chế thủy nguyên tố cùng bản thân mà hóa ra từng tầng băng sương mù bảo hộ lấy thân thể của ba người.
Làm sao bây giờ? Tiền lỗi thấp giọng nói. Ở thời điểm này, hiển nhiên bọn hắn đã không có cách nào lao xa, bởi vì bên ngoài đã là biển lửa. Tuyệt đối không phải là tù vi này của bọn hắn có thể đối phó được, đi ra ngoài cũng sẽ bị chết cháy. Lam Yên Vũ không chút do dự mà nói, địa hỏa xích long chạy đi đâu thì chúng ta liền chạy theo tới đó. Hình thể của nó quá lớn, chưa hẳn là đã có thể phát hiện ra chúng ta dưới bụng.